ơn các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Kim Channel. Sau hơn một tháng giới thiệu chính thức tại Việt Nam, thì 3 model mới của Nokia đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Ác hẳn những ai là fan trung thành của thương hiệu huyền thoại đến từ Phần Lan này đang rất vui mừng đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm nhanh những điểm nổi bật của bộ ba này để những ai đang có ý định đổi giới sẽ có thêm nhiều lựa chọn nhé. Bộ ba smartphone Nokia 3, 5 và 6 sở hữu thiết kế nguyên khối đẹp và chắc chắn, đi kèm với mức cấu hình khá và cài sẵn Android mới nhất. Nokia 3 có mức giá rẻ nhất trong 3 chiếc smartphone được ra mắt lần này. Máy sở hữu thiết kế polycarbonate chủ đạo với khung kim loại bao quanh và màn hình 5 inch HD IPS được phủ chống chói. Nokia 3 có 4 màu: đen, trắng bạc, xanh và trắng đồng. Nokia 5 thì có thiết kế nhôm nguyên khối 6000 series kết hợp với màn hình IPS HD 5.2 inch được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla và phủ lớp chống chói. Phía trước màn hình có sự xuất hiện của vân tay một chạm tích hợp trên phím home cứng. Nokia 6 là smartphone cao cấp nhất trong bộ ba lần này, với bộ vỏ kim loại nguyên khối vuông vức, thêm phần sắc cạnh nhờ những nét cắt kim cương ở cạnh viền. Đường chỉ anten chạy sát cạnh trên, dưới giúp cho phía sau của máy không bị quá rối. Và điểm nhấn của khu vực này là cụm camera 16MP lồi hẳn lên trên so với mặt lưng. Về cấu hình, Nokia 3 chạy trên con chip MediaTek MT6737 4x64bit, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và cài sẵn Android 7.1.1 nguyên bản. Bộ đôi camera sau và trước của Nokia 3 có cùng độ phân giải 8MP, khẩu độ f2.0, đồng thời máy cũng hỗ trợ 2 SIM đi cùng viên pin dung lượng 2650mAh và không tích hợp cảm biến vân tay. Nokia 5 có camera selfie độ phân giải 8MP, khẩu độ f2.0, góc rộng 84 độ. Trong khi đó, camera chính độ phân giải 13MP, khẩu độ f2.0, lấy nét theo pha và flash LED 2 tông màu nằm nổi bật trên ở phía sau. Hiệu năng của Nokia 5 được tăng cường với bộ xử lý Snapdragon 430 8 nhân, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và cài sẵn Android 7.1.1. Nokia 5 có viên pin dung lượng 3000mAh và tiếp tục hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB. Nokia 6 được trang bị màn hình IPS 5.5 inch Full HD kết hợp công nghệ âm thanh tăng cường Dolby Atmos cho trải nghiệm nghe nhìn tốt hơn. Mặt kính cường lực Gorilla Glass 3 ở phía trước được vê cong mép 2.5D kết hợp với lớp phủ chống chói, đem lại góc nhìn và giải màu vừa mắt trong mọi điều kiện. Hiệu năng của Nokia 6 gần như tương đồng với Nokia 5 khi chạy trên con chip Snapdragon 430, nhưng RAM và bộ nhớ trong được tăng cường lên đến 3GB và 32GB. Qua 3 smartphone vừa trình làng trên, có thể thấy Nokia đang phát triển những smartphone theo phân khúc bình dân nhưng cấu hình ổn. Hướng đi này đang nhận được những tín hiệu tích cực từ người dùng. À, có một điều đặc biệt là khi các bạn mua Nokia 5 và 6 trong tháng 8 này tại bất cứ trung tâm mua sắm Nguyễn Kim nào thì chỉ cần trả trước 30% là có thể nhận máy. Phần còn lại sẽ trả góp thông qua FE Credit trong 6 tháng với lãi suất 0%. Tương ứng mỗi tháng bạn chỉ cần trả góp khoảng từ 500 đến 600 ngàn đồng. Quá tuyệt vời đúng không nào? Nếu có thắc mắc hay bình luận gì, hãy để lại comment bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like và subscribe channel của Nguyễn Kim nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.